Thì mình chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Giá Chỉ Thiên ở khu vực Cồn Châu A nha các bạn. Thì hôm nay tiếp tục video là quay và chia sẻ cho quý anh chị và các bạn mình cùng tham khảo Giá Chỉ Thiên ở khu vực Cồn Châu A để mọi người cùng tham khảo giá cả ở đây để tiện cho việc buôn bán. Thì hàng ngày kênh sẽ cố gắng quay và cập nhật giá sớm nhất để cho quý anh chị và các bạn mình cùng tham khảo. Thì cũng mong quý anh chị và các bạn nào có xem video á, có biết giá ớt, có bán ớt hay là biết có giá ớt ở đâu thì cũng vui lòng bình luận bên dưới video ha. Mọi người xem video sau có thể biết và tham khảo giá từng hơn nha các bạn. Thì nói chung thì cập nhật giá hàng ngày thì cũng có thể chênh lệch giá ớt ở một số vùng, một số nơi, cũng tùy theo nơi, tùy theo ớt mà có giá cả khác nhau, ớt tốt, đẹp, xấu mà có giá cả khác nhau thì có thể chênh lệch nơi mà quý anh chị và các bạn đang buôn bán. Thì cũng mong quý anh chị và các bạn mình cũng thông cảm. Thì quay trở lại tình hình giá Chỉ Thiên, hôm nay là ngày 1 tháng 12 năm 2022. Thì thương lái đây có mua và trả giá tại khu vực Cồn Châu Ma, Hồng Ngự, Đồng Tháp. Thì hôm nay chỉ có một hàng chợ thôi nha các bạn. Giá dao động tầm khoảng từ 25.000 cho đến 26.000 đồng trên ký nha các bạn. Thì thương lái đây mua cũng tùy theo từng loại ớt, từng lứa hái, từng đợt hái mà có giá cả khác nhau. Thì do tình hình mưa dưới sương mù hiện tại thì ớt rất là bệnh nhiều các bạn, thì giá cả có thể thay đổi trên là tùy theo nơi, tùy theo khu vực các bạn. Thì ớt ở đây thì thương lái mua ở đây cũng tùy từng loại ớt, như từng loại ớt, từng đợt hái, từng lứa hái mà cũng như từng khu vực mà có giá cả khác nhau, thì cũng chia sẻ cho quý anh chị và các bạn cùng tham khảo. Thì cũng mong quý anh chị và các bạn mình có xem video, có biết có thấy kênh hay bổ ích thì cho một like, một đăng ký, một chia sẻ video ha, để động lực làm video cho quý anh chị và các bạn mình cùng xem và tham khảo. Thì cái video thì cũng cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Chúc tất cả các bạn ngày mới thật nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.